Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May Mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Đã từ rất lâu, ma quỷ luôn là một khái niệm tuy bí ẩn nhưng lại luôn gieo rắc cho con người sự kinh hoàng mỗi khi nhắc đến nó. Mặc dù có người không tin trên đời có tồn tại ma quỷ, nhưng phần lớn đều cho rằng nó có thực và luôn thường trực bên cạnh chúng ta, chờ thời cơ hãm hại con người, đem lại những điểm xui xẻo cùng cực. Chính vì nỗi sợ này mà con người từ xa xưa đã luôn tìm mọi cách để có thể xua đuổi ma quỷ, khiến chúng không thể xuất hiện. Trên thực tế, có rất nhiều cách diệt trừ tà ma quỷ quái. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy May Mắn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 6 phương pháp hiệu quả và dễ thực hiện nhất, để quý vị và các bạn có thể áp dụng bất cứ lúc nào, nhất là trong thời điểm tháng 7 cô hồn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May Mắn chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, các vong hồn từ nơi âm ti địa ngục được giải thoát lên chốn dương gian. Có rất nhiều điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, ví dụ như không mặc quần áo có in tên của mình, không vỗ vai người khác, không huýt sáo, không ăn vụng đồ cúng tế, không treo chuông gió trong phòng ngủ, đêm không đi ra ngoài đường. Nhiều chuyện về vong hồn ám ảnh chúng ta vào ban ngày, mà ngày nghĩ đêm mơ, chuyện nằm ngủ mơ thấy ma quỷ là chuyện rất dễ xảy ra. Thêm vào đó, trong tháng 7 âm lịch, nhất là rằm tháng 7, âm khí vượng, cô hồn vất vưởng khắp nơi, giấc mơ ma quỷ không phải là chuyện gì quá lạ lùng. Có người nói, ai mà mơ thấy ma quỷ thì là bị chúng ta, bị tà khí, âm khí đeo bám. Vậy làm sao để xua đuổi giấc mơ ma quỷ trong tháng cô hồn? Hãy thử tham khảo những cách dưới đây. Thứ nhất, khi đi xa về, phải phủi sạch quần áo, dậm dậm chân trước khi vào nhà. Nếu bạn đi chơi, đi công tác xa nhà hay đi về từ nơi thiên nhiên hoang dã, thì hãy tập cho mình thói quen như sau. Trước khi vào nhà, dành ít phút đứng trước cửa phủi bụi bẩn trên quần áo, dậm chân. Thoạt nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu bạn để ý thì trong phim ảnh, chúng ta cũng thường thấy một phiên bản khác của phương pháp trừ tà này. Đó là khi những ông chủ, bà chủ đi từ bên ngoài về sẽ đứng ngay cửa để cởi bỏ áo khoác đưa cho người làm. Sở dĩ có cách trừ tà như vậy là vì theo quan niệm dân gian, có những con quỷ sẽ bám theo bạn trên đường đi, thậm chí là nằm trên lưng bạn theo bạn về nhà, sau đó gây đủ chuyện rắc rối làm náo loạn gia đình bạn. Cách thức hóa giải rất đơn giản, phủi bụi, dậm chân trước khi vào nhà. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đừng quên làm theo điều này để ma quỷ khỏi theo mình vào nhà, còn theo cả vào giấc mơ. Thứ hai, không chơi trò chơi tâm linh gọi hồn cầu. Bạn thích bói đĩa, bói chén, gọi hồn, nói chung là mấy trò chơi tâm linh. Chỉ xin nhắc bạn một điều, nếu chơi vui thì không có vấn đề gì, nhưng đừng quá lún sâu để nó trở thành tai họa. Nhất là đêm rằm tháng cô hồn mà gọi ma quỷ lên chơi với mình thì có thể khiến cho cả gia đình lần vào cảnh rối ren. Ma quỷ mời đến thì dễ, mà mời đi thì khó. Ma quỷ đeo bám, đến lúc suốt ngày mơ thấy giấc mơ ma quỷ trong tháng cô hồn thì hối hận cũng đã muộn rồi. Thứ ba, từ lúc trời chập choạng tối, không đi đến nơi hoang vắng hay bên ngoài đền chùa, miếu mạo. Theo lẽ thường, đó là những nơi được coi là âm khí cực vượng. Nơi hoang vắng không có bóng người, bình thường đã không nên đi, nữa là tháng cô hồn. Kẻ bạn gặp phải ở đó nhiều khi còn không chắc là người hay quỷ. Hơn nữa, những nơi này thường âm khí rất thịnh, dương khí lại yếu. Vì vậy trong ngày này, bạn nên hạn chế không đi đến những nơi hoang vắng hay bên ngoài đền chùa miếu mạo, kiểu ma quỷ bám theo và quấy nhiễu bạn. Thứ tư, không đi đến nơi sông suối, ao hồ vào ban đêm. Trong năm, tháng 7 lịch âm là tháng có âm khí nặng nhất. Nếu thời gian này bạn còn đi bơi ngoài sông suối, biển hồ vào ban đêm, thì ma quỷ sẽ bám theo bạn và tối ngày mơ thấy giấc mơ ma quỷ trong tháng cô hồn.
Nước là thủy, mà thủy thuộc tính âm, ban đêm âm khí cực vượng, bạn lại đi bơi thì rất dễ bị quỷ nhập tràng hay nhiễm phải tà khí. Thứ năm, không dừng lại lâu ở nơi người khác cúng tế. Trong tháng cô hồn, nhiều gia đình làm lễ cúng chúng sinh, nhất là vào ngày rằm, đầu đầu cũng thấy người ta cúng tế. Người bình thường cũng nên tránh dừng lại lâu ở nơi cúng lễ, còn người già, trẻ nhỏ, người ốm yếu bệnh tật thì càng không nên có mặt ở đó mà nhanh nhanh, chóng chóng nên về nhà thì hơn. Cùng chúng sinh, tất nhiên là cô hồn dã quỷ sẽ vây xung quanh mâm lễ để thụ lộc. Bạn dừng lại lâu ở đó, hợp duyên, hợp nhãn để ma quỷ đeo bám về nhà. Vì thế, muốn tránh giấc mơ ma quỷ trong tháng cô hồn thì nhớ kỹ điều này. Thứ sáu, cách niệm thần chú để thoát thân khi gặp bóng đè. Khi bị ma treo hay bóng đè, dấu hiệu của nó là bạn đang ngủ say nhưng ngay lập tức cảm thấy như có vật gì đó cực đè nặng lên bạn, khiến bạn khó thở, chân tay tê cứng, không làm được gì. Thậm chí, bạn thấy một bóng đè lên người. Cách xử lý, theo kinh nghiệm xa xưa truyền lại, hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm và niệm thầm Om Mani Padme Hum. Đồng thời, ngón tay cái ấn vào đốt cuối của ngón áp út. Khi bạn niệm đến lần thứ 6 thì sẽ cảm thấy máu lưu thông đều và không còn bị bóng đè. Thứ 7, cách lấy lại tỉnh táo khi bị ma quỷ dẫn đường. Nếu bạn không uống rượu bia, dùng chất gây nghiện nhưng đi đến một địa điểm vắng người thì bỗng dưng vô thức và không biết gì hết. Khi tỉnh dậy, bạn đang ở một nơi âm u xa lạ, bụi rậm, lũy tre. Dân gian gọi là hiện tượng ma dắt. Cách xử lý, hãy bình tĩnh bởi cách thoát ra là rất khó. Nếu còn chút tỉnh táo, bạn tránh tình trạng bị cháy xước và hãy nhanh chóng sử dụng nước tiểu của mình để rửa mặt. Lúc này, bạn sẽ tỉnh táo trở lại. Thứ 8, cách xử lý khi bị ma gọi tên mình. Khi bạn ngủ ở những nơi lạ và có cảm giác như có ai đang đứng nhìn mình, thậm chí là gọi tên mình nhưng không nhìn thấy ai khi mở mắt ra. Cách xử lý, hãy cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bạn có thể ngủ tiếp, nếu không, hãy tuyệt đối im lặng. Nếu nói ra, sẽ bị ma bắt. Nếu được, ngay sớm hôm sau, có thể mua ít hoa quả, thắp hương và khấn vài câu trước khi rời đi. Quý vị thân mến, bên cạnh các biện pháp tâm linh trấn trừ tà khí để xua đuổi giấc mơ ma quỷ, thì chúng ta có thể lựa chọn các vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành để hóa giải hung khí, thu hút may mắn về mình. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong tháng cô hồn, nhất là đối với những người yếu bóng vía hay bị ma quỷ xui khiến. Vậy đâu là những vật phẩm được coi là bùa hộ mệnh mà bạn nên mang trong tháng 7 âm lịch? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bật lửa hoặc bao diêm. Ngọn lửa mang lại sự ấm áp, hưng thịnh, tài lộc, may mắn, là cội nguồn của sự sống. Chính vì lẽ đó mà vào ngày mùng 1, ngày rằm, nhiều người không bao giờ muốn lửa trong bếp của nhà mình bị tắt. Họ thường tích trữ rất nhiều củi và kiểm tra bình ga thật kỹ. Ngọn lửa cháy rực trong những ngày này có thể xua đi đen đủi và mang lại may mắn. Nếu chẳng may lửa bị tắt thì chính là dấu hiệu cho thấy sắp có chuyện không may xảy ra. Tháng cô hồn là thời điểm đặc biệt, âm khí nặng, vô cùng lạnh lẽo, nên mua sẵn bật lửa hoặc bao diêm nhỏ cất trong ví hay túi sách để tránh được những chuyện rủi ro. Nhiều người vừa mua xong bật lửa hay bao diêm, khi ra khỏi cửa hàng liền đốt chúng rồi hơ một vòng quanh người để đốt hết tà khí. Muối. Trong các ngày lễ cúng chúng sinh, muối là thứ không thể thiếu được trên mâm lễ. Muối cũng mang lại may mắn cho người sở hữu và đó là lý do vì sao đầu năm nên mua muối. Có thể làm một gói nhỏ vài hạt muối bỏ trong ví, bạn sẽ thấy tiền bạc dồi dào, phúc khí liên miên. Cố gắng thay đổi liên tục để đảm bảo an toàn cho ví của bạn. Gạo nếp. Gạo nếp tượng trưng cho sự sung túc, ấm no và an lành. Theo quan niệm dân gian, đến tháng 7 âm lịch, nếu muốn bản thân được an yên và bình tâm hơn thì nên mang theo ít gạo nếp bên mình. Gói thành gói nhỏ bỏ vào ví, bạn sẽ tránh được sự xui xẻo và không còn sợ khí hàn khi đi ra ngoài vào buổi tối. Gạo nếp cũng giúp cuộc sống của bạn trong những ngày tháng này ấm no, tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt. Cây ngải cứu. Xưa kia, các cụ rất hay trồng ngải cứu quanh nhà với quan niệm sẽ xua đuổi được những điều không may mắn và tà khí cho gia chủ. Thế nên, vật này có thể dùng làm vật mang theo bên mình khi đi ra ngoài vào buổi tối, những ngày rằm, mùng 1 và tháng cô hồn để vận trình suôn sẻ, tránh được âm khí nặng nề. Phù bình an.
Mang theo bảo vật bình an phù của phong thủy lộc tài bên người sẽ giúp bạn cân bằng được âm dương, giải trừ khí xấu, xua đuổi tà ma, hóa sát kỵ tà, từ đó mang lại sức khỏe, bình an và may mắn. Đặc biệt tốt đối với những người làm việc đại sự trong tháng cô hồn, khi mang bình an phù bên người thì mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Vòng bát bảo tâm kinh. Trong tháng cô hồn, nếu bạn đeo vòng bát bảo tâm kinh của phong thủy lộc tài sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài, đồng thời mang lại bình an và cát lành cho bạn. Đặc biệt, giúp cho công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến. Mặt trước của vật phẩm là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú, Umani Padme Hum, mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen, nơi tọa lạc thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, bình an và cát lành cho bạn. Phần trên cùng của vật phẩm còn có một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo của phong thủy lộc tài là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chăn lọc những tinh túy thiêng liêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Cạnh bên của vật phẩm sẽ khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, chính giữa được chạm khắc hình tượng bạch liên hoa, mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Và phần sâu bên trong là một quả cầu pha lê, bên trong bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật, sống như một tấm phù cầu bình an, may mắn của cửa Phật, luôn luôn bảo vệ bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được cho bản thân mình những kiến thức hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh, để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.